Không phải đợi tới tận lúc bắt đầu rửa bát tôi mới nhận ra rằng đàn ông trong nhà chẳng ai chịu rửa bát cả. Vào mỗi buổi tiệc tùng, tôi hiếm khi thấy cánh mày râu ở nhà tôi giúp đỡ phụ nữ trong việc làm bếp. Thay vào đó, các bà, các mẹ, các chị thường nấu ăn và dọn bàn. Sau đó mấy anh đàn ông xếp bát cao như chồng Jenga trước khi quay lại bàn uống nước rửa răng, trong khi phụ nữ thì dọn dẹp. Tôi quyết định rằng mình sẽ phải trở thành người đàn ông kiểu khác. Khi chuyển vào sống chung cùng bạn gái Natalie, tôi trở thành người rửa bát. Đó là vào năm 2015, sau khi chúng tôi rời đi từ San Diego sang San Francisco và bắt đầu sống chung sau 7 năm hẹn hò. Ở tuổi 25, chúng tôi muốn ở gần gia đình hơn. Natalie đã có việc làm rất tốt trong ngành công nghệ. Tôi pha chế đồ uống ở quầy bar. Nàng nấu ăn, còn tôi dọn dẹp. Nàng nghiền rau quả, làm salad, nấu gà hầm. Thực sự thì những món nàng nấu cực kỳ ngon, ngon đến một mức đáng ngạc nhiên. Tôi không phải làm việc cả ngày, thay vào đó lại phải rửa rất nhiều bát đĩa và thậm chí là cả cái máy nghiền rau củ hiệu Spinrazer. Nếu muốn rửa, tôi phải tháo tung nó ra và làm sạch từng bộ phận. Chúng tôi thỏa thuận như thế này: tôi sẽ chọn chỗ để thuê nhà nếu Natalie muốn trang trí nó. Ở mấy cửa hàng nội thất như IKEA hay Pier One, nàng sẽ hỏi: anh thích rèm cửa màu trắng hay xám? Sao cũng được em ạ, còn gì nữa không nhở? Mình cần mấy cái ổ cắm nữa. Ok, mình giao cho đấy đi em. Khi trang trí nội thất, tôi không để ý rằng căn nhà đang dần dần vào cùng một theme: ghế sofa màu trắng, thảm trải sàn trắng, khăn trải giường màu trắng và hàng đống gối. Khi tôi muốn treo chiếc đàn guitar của mình lên tường, nàng hỏi màu và tôi nói màu sắc thì quan trọng gì, tôi chỉ muốn treo nó lên tường phòng khách để mọi người có thể nhìn thấy thôi. Cuối cùng thì nó như một tác phẩm nghệ thuật tinh hoa: một chiếc guitar acoustic màu mận tối và một chiếc guitar điện của Fender Telecaster Sunburst. Nhưng ngay cả khi có sự xuất hiện của mấy cái đàn thì căn nhà trông vẫn rất nữ tính. Việc tôi phải rửa bát liên tục cũng như có thu nhập thấp hơn, tất cả bắt đầu gặm nhấm bản năng của đàn ông và vai trò của tôi như một người đàn ông ở chung với nàng. Sự nam tính của tôi mang hình dạng chắp vá bởi những định kiến từ khi còn nhỏ. Đàn ông phải là người sửa mọi thứ, chơi thể thao, hút thuốc, đua xe bốc đầu, cục xúc và tự tin. Cha tôi là một kiểu người như vậy, còn tôi lúc có lúc không. Tôi cũng chứng kiến những mặt tối trong sự nam tính của cha và tôi muốn trở thành một người khác. Bởi vì tôi nghĩ rằng những thứ đó không tạo nên một người đàn ông tốt, hay ít nhất là một người tốt. Cách mà ông liếc mấy cô phục vụ, sự cứng đầu và bảo thủ, những lần ông miễn cưỡng xin lỗi hay nhận phần sai về mình, không chịu làm việc nhà, nằm khểnh gác chân lên ghế xem tivi để mẹ tôi có thể hút bụi. Khi tôi 14 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn và tôi không muốn lặp lại điều đó chút nào. Tôi cũng chứng kiến những mặt tối khác trong sự nam tính của cha và tôi muốn trở thành một người khác, vì tôi nghĩ rằng những điều đó không tạo nên một người đàn ông tốt, hay ít nhất là một người tốt. Qua nhiều năm, những hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí tôi về một thứ nam tính nào đó. Và tôi nhận ra rằng, việc phá vỡ và giải thoát bản thân khỏi nó là điều vô cùng khó khăn. Khi Natalie và tôi đến sống cùng nhau, hóa ra là tư tưởng của tôi về việc sống chung với nàng chẳng khác gì trong tưởng tượng: bảo vệ, chăm sóc, thông toilet và giết dán. Tôi ở nhà khi nàng đi làm, tôi dường như không thể treo rèm cửa hay đồ đạc. Trong hành trình vô định của việc thiết lập lại cuộc sống tại một thành phố mới, tôi cảm thấy mất phương hướng. Tôi suy tư khi rửa bát. Để giải trí, tôi bắt đầu tập đếm đống bát đĩa: hai cái đĩa vuông to, một cái đĩa hoa nhỏ, hai cái bát, bốn cốc uống cà phê, sáu cái nĩa, ba cái thìa, một con dao bếp hiệu Granton và một cái chảo rán. Trong khi đó, Natalie có vẻ như có mọi thứ ở thế giới bên ngoài căn bếp. Và tôi ghen tị với nàng: một công việc cách nhà gần một giờ đi bus, phòng tập gym, đồng nghiệp. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán và phân vân về quyết định chuyển nhà, không chỉ là nơi đây mà là cả việc sống chung. Thành công của Natalie đáng để ăn mừng, nhưng vầng hào quang của nàng chỉ làm tối thêm phần bóng tối trong tôi. Tôi sẽ là người cầu hôn sau một năm chung sống. Tôi vẫn chưa làm điều này bởi vì tôi không cảm thấy mình là một người đàn ông. Tôi chưa sẵn sàng, tôi không là chính mình, tôi không phải là người mà tôi nghĩ mình sẽ trở thành.
tôi phớt lờ hiệp ước với nàng. Cho đến cái hôm chúng tôi lái xe trở về, sau bữa sinh nhật lần thứ 90 của ông nội, lúc này thì tôi không né nàng nữa. Anh chưa nghĩ về nó đúng không? Nàng nói. Anh thậm chí còn chẳng có kế hoạch gì cả. Anh biết, anh chưa, nhưng rồi sẽ có ngày. Em cảm giác như chuyện này chẳng quan trọng gì với anh, giống như 7 năm hẹn hò bị vứt vào sọt rác. Em yên tâm, ngày đó sẽ đến. Nhưng mà... khi nào cơ? Khi nào anh mới rút chân ra khỏi vũng bùn lầy này? Bởi vì anh không vui nên anh trút tất cả mọi thứ lên em. Nhưng như thế không công bằng, anh làm như lỗi là do em vậy. Anh thấy không hạnh phúc, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao lại thế. Khi chúng tôi về nhà, nàng đem chăn gối ra ghế sofa ngủ. Sáng hôm sau, mọi thứ dịu lại và chúng tôi cùng làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong món khoai lang nghiền, tôi dọn bát để bắt đầu rửa. Âm thanh duy nhất trong nhà chỉ là tiếng leng keng của dao nĩa và tiếng nước chảy. Tôi muốn nói với Natalie rằng tôi hiểu nỗi buồn của nàng. Tôi muốn nói rằng tôi trong mắt nàng hay căn nhà, hay đồ đạc, hay công việc không làm tôi kém đàn ông đi. Tôi muốn cảm tạ nàng vì nàng đã cho phép tôi có thể tìm thấy con người mới của mình. Nhưng tất cả những gì tôi thốt ra chỉ là anh xin lỗi. Trên cổ tay đầy xà phòng, tôi nhìn thấy tất cả hình ảnh của bát đĩa mà tôi đã rửa trên đời này. Và tôi chợt nhận ra rằng rửa bát chẳng liên quan gì đến nam tính hay nữ tính, chỉ đơn giản là làm sạch một căn bếp. Natalie đã chờ đợi cho tới khi tôi nhận ra điều này. Qua từng chiếc bát, chiếc đĩa, nàng đã khai mở sự nam tính của tôi, dạy tôi rằng người đàn ông yêu thương, quan tâm, tin tưởng, thấu hiểu và rửa bát tất tần tật những thứ mà một người phụ nữ làm. Tôi đã cần một người phụ nữ để chỉ cho mình rằng làm đàn ông là như thế nào. 2 năm sau, tôi đã tìm được một vị trí cho mình. Tôi có một công việc toàn thời gian về marketing. Natalie và tôi vẫn chia sẻ việc nhà, nàng vẫn nấu ăn, tôi vẫn rửa bát, vẫn nhiều như trước. Tôi tìm thấy niềm vui an ủi khi rửa bát. Tôi sắn tay áo và bắt đầu với cốc, đĩa và bát. Khi tôi rửa bát, tôi không còn nghĩ đến việc cha tôi hay sự nam tính của tôi từ đâu mà ra, hay tôi đã đủ đàn ông chưa. Tôi tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Tôi không thấy mình đàn ông hơn, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã là người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Và tháng tới, Natalie cùng tôi sẽ nên vợ nên chồng như đã hẹn. Giữa đống bong bóng xà phòng rửa bát, tôi đã quỳ xuống và cầu hôn nàng. Nàng không khóc, còn tôi thì có. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!